Ta nhớ trực lại đó, chú ba niệm Nam Mô A Di Đà Phật, con quýnh cái chát liền thì Phật Bồ Tát lừng 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 hào quang ánh hết trơn luôn. Mà chú ba không nói vô lễ, hết hồn có giết rồi chỏi gì nè, bạch ngồi vậy rồi chỏi cái tay gì rồi dòm Đức Phật mà không kính lễ Đức Phật. Chú ba không kể rất là gành như vậy đó. Nó mới để coi là nó nói cái chợ Thái Long cháy. Đó nó gõ gàng, nó nói chợ Thái Long cháy, tại chị ì gì là lỗ tẻ bằng tăng hỏi bộ chợ Thái Long cháy, nó không phải. Ông Ba Tấn ông chết rồi đồng đạo người ta đi vậy đó. Rồi ở trong này nói là gực hào quang, một cái ánh hào quang cái chợ Thái Long á, gực một ánh hào quang dữ dằn lắm quý vị ơi. Cái đó là tôi nói đâu là đúng, nó y băng nó như vậy đó. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Đại kính Đức Thầy, kính thưa quý vị cộng đồng mạng xa gần trong và ngoài nước. Kính thưa quý vị, hôm trước thì tôi có xuống nhà anh Tống Hoành ha. Hoành. À, ở đây anh là trưởng bếp cơm từ thiện của huyện Thới Lai và đồng thời trưởng ban nghị sự của Thới Lai. Là một người tín đồ thuần thành, trung kiên, làm theo lời thầy chỉ dạy là một mực trung thành với Phật tiên. Hoặc là dầu phun siêu cũng đặng về thần nhà hay giữ trung quân ái quốc. Có nghĩa là lúc nào cũng tôn thờ Đức Thầy và làm đúng theo những lời Đức Thầy chỉ giáo. Nên anh là từ cái công việc gia đình, chồng hòa vợ thuận và con có hiếu, và đi nước ngoài cũng gửi tiền về cho cha mẹ làm việc từ thiện. Và đồng thời anh là đang lãnh đạo cái bếp cơm là của huyện Thới Lai. Cho nên từ trong gia đình là chính tâm tu thân tài gia trị quốc bình thiên hạ. Cái người muốn làm việc lớn là mình phải tâm thấy ngay thẳng chính đáng mới tu thân. Tu thân cho ngon mới tài gia là trị được gia đình. Rồi với vấn đề mới lo việc lớn, rồi tới việc đại sự. Thì hôm nay anh em sẵn đi cái chuyến cứu trợ dân mù và dân nghèo ở dưới tỉnh Hậu Giang. Trên tuyến đường đi về thì Châu Phú nói với tôi có những gì cần quay nữa chú ba. Tôi coi trong điện thoại thì có cuộc gọi nhỡ của anh Tám này ngày hôm qua. Chắc là anh gọi báo tôi là anh gặp Đức Thầy. Trước khi chờ đợi những nhân vật gặp Đức Thầy về trong ngày 26 vừa rồi, là trước mắt của tất cả anh em 5 người là Đức Thầy giả dạng về cô gái xin tiền, và sau nữa hiện ra là Đức Thầy. Cho nên vậy mà dưới cái niềm sung sướng của anh em Tấm, của anh Tấm Hoành và gia đình, nói chung là tu là chờ cái ngày Đức Thầy trở về. Bởi vì Đức Thầy cho biết là chừng ta trở lại thì đèn hết luôn, hoặc là chừng nào Thầy lại gia trung thì trong bốn đạo bốn cùng cũng che. Cho nên thế giới bây giờ là chiến tranh nguyên tử. Thế giới giờ đang bệnh dịch hoành hành, và thế giới đang khủng hoảng kinh tế toàn cầu, và thế giới đang khan xăng dầu là khắp nơi, và cái bệnh dịch đang lan diễn trên toàn thế giới. Nếu trường hợp cái quả đất này dân chúng nhân loại muốn được bình yên thì không có một Liên Hợp Quốc nào, không có một lãnh tụ nào trên thế giới này có thể làm cho đất nước của mình được yên bình và thế giới được bình yên. Cho nên chỉ có Đức Thầy trở lại thôi. Cho nên trong khi chờ đợi những nhân vật mà có liên quan tới ngày 26 vừa rồi, thấy chính xác Đức Thầy về ngay tổ nhân đạo của mình. Cho nên vậy mà trước khi để đi vào cái clip để cho tất cả anh em nghĩ rằng Đức Thầy chúng ta trở về ngày gần đây để làm cái phận sự là gây cuộc hòa bình thì giảng quốc chư bang. Alo. Thì coi là trước đây về vấn đề chú Ba Tấn là một giảng viên hồi thời trước Lê Văn Phú Tự Tho. Ông là một người nói chung là quân đội, trong hàng ngũ quân đội báo an. Ông đã từng là lòng trung can nghĩa khí, làm sao muốn là giúp nước nhà đi đến chỗ là thạnh trị thái bình. Nhưng chẳng qua là cái thời cơ chưa đến và cái việc đó chưa xong. Ông đã gặp được Đức Thầy cho nên trở thành một người tín đồ chân chuyên, chân chính. Ông đã có những cái gương là cứu người, nói chung là thập tử nhất sanh. Là cho nên vậy mà ông đã chết giảng sanh biết trước ngày giờ. Ngay chợ Bằng Tăng người ta chạy về như nước lỡ bờ là nói chợ trái. Thì cách đây mấy mươi năm, những cái băng cũ ông còn thuyết giảng văn giảng ở trong lòng tín đồ, cái tiếng nói ưu ái như người chứng đạo. Và quý vị xa gần nếu trong đạo nói đến cái danh từ Ba Tấn
thì quý vị luôn luôn lúc nào cũng có cái lòng ưu ái thương mến và tin chắc rằng ông đã giáng sanh. Cho nên anh Tấm Hoành là cái người đệ tử, cái người gần gũi, cái người biết chuyện về anh em Ba Tấn rất gần. Cho nên vậy hôm nay trước khi quay cái chuyện mà anh cùng chị Tám và ba người nữa trong tín đồ, trong tổ nhân đạo và trong cái huyện Thái Lai này đây, thì anh là người nhân vật sống, đã từng sống với ông Ba Tấn trong thời kỳ đó, và anh đã từng là tiếp xúc trong việc hành đạo hàng ngày. Đến cái chuyện là ngày giáng sanh rồi này kia, anh đã gõ được cái tình thế như thế. Cơ hội đi là cứu trợ, đi giúp đỡ những người mù ở tỉnh Hậu Giang về, thì ghé đây để cho anh Tám cùng chị Tám thực lại cái chuyện giảng sanh của ông giảng viên Ba Tấn, tín đồ ngoan đạo của Đức Thầy cách đây trên dưới 70 năm, để cho những người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo hiện nay với cái niềm tin Đức Thầy chưa mạnh và cái lòng tịnh độ giảng sanh chưa vững, thì coi cái tiểu sử của ông Tấn, Ba Tấn này sẽ làm cái nhân vật để mình noi gương và làm một cái đà để cho mình tiến bộ trên con đường Phật Pháp. Vậy thì thôi, kính mời anh Tám đi kể lại cuộc đời của chú Ba. Quý vị ơi, tôi xin kể lại cái vắn tắt cái tu của chú Ba. Thì cái năm 1966 đó, năm đó là tôi mới có vừa tròn 14 tuổi. Thì chú Ba tôi cũng nhớ cái khoảng từ tháng 8 đó, chú vô tại nhà. Chú đọc một đoạn giảng của Đức Thầy, tôi còn nhỏ mà tôi cảm thấy tôi muốn quy y tu hiền, thành ra tới cái mở cái lớp đạo pháp khai tâm tại đình Thái Long mà tôi ra tôi học, và chú Ba hướng dẫn cho tôi lúc đó vừa học chăn quá mà vừa học đạo, mà chiều thì không có về ở tại đó, tôi còn nhỏ ở đó, tối chú Ba cũng sinh hoạt đạo. Thì chú Ba cũng kể lại thời gian mà chú Ba phát tâm đi tu đó, đêm đó đó chú Ba lội tắt ngang một cái cánh đồng. Chú Ba thì ông muốn tu bỏ xác như mà Đức Phật Thích Ca vậy đó, mà chú Ba lội giữa đồng giấc khuya. Thì chú Ba tới cái cánh đồng đó, trong nhà không có nhà ai cho chú Ba ngồi tĩnh, thì chú Ba chợt nghe một cái mùi hương nó thơm gì mà không có chỗ nào, chú Ba nói nó thơm, nói mùi hương mình đây là không bằng đâu, bát ngát mà giữa đồng đâu có nhà ai đâu mà có cái mùi hương lạ lùng. Thì chú Ba nghĩ đó là cái mùi hương của Phật. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là bà Ba ở trên giữ cái chùa An Hòa Tự đó, một đêm nọ bà ngủ rồi bà có chư thần lại kêu bà Ba ơi, ngày mai có một vị Bồ Tát công đức lớn lắm, người ta tới cô bà nấu cơm đãi cho mà vị Bồ Tát đó nghe. Thì sáng bà Ba cũng nghe lời vị chư thần đó, sáng bà nấu cơm bà chờ hoài. Tới 11 giờ thì tới cúng cơm ngọ là cơm lễ của chùa đó, thì bà Ba bá bới lên bà cúng cụ quyền. Thì chú Ba thì thường thường, quý vị ơi, tôi biết chú Ba không ăn cơm ngọ, bởi vì tôi theo sát chú Ba, tôi cũng như là đệ tử ruột mà. Chú Ba ăn cơm ngọ là 12 giờ chú Ba mới ăn cơm. Thì chú Ba tới rồi hỏi bà Ba ơi, có gì ăn không, nói tao bới tao cúng cụ quyền rồi, bây giờ còn mày coi xuống dưới bếp còn gì đó, xuống dưới ăn nha con. Thì chú Ba đi xuống dưới rồi chú thấy cái nồi cơm cháy, chú cạo cho một nồi cơm cháy rồi vô cái tô, chú đổ nước vô rồi chú ăn. Ăn xong rồi chú cởi áo xuống, xong rồi chú cái mưa làm sao đó chú giặt, rồi chú mặc đồ vô là chú đi à. Nói con đi bà Ba ơi, hỏi cho mày ăn cái rồi gì chưa mà mày đi. Nói con cạo cơm cháy con ăn rồi, thì ông đi. Đêm đó chư thần lại kêu nữa, rồi hôm qua kêu bà nấu cơm đãi cho Bồ Tát rồi sao để ta ăn cơm cháy. Bà Ba nói con đâu có biết ở đâu. Thành ra đó là cái thứ hai. Cái thứ ba, chú Ba lên trên núi, chú Ba ngồi tịnh, trời chen lặng giấc chiều đó, sẩm chiều chen lặng. Thì chú Ba ngồi thì có một cái ánh đen đó ở ngoài ập vô đè chú Ba, cái chú Ba nó không còn nhúc nhích cục cửa chân. Chú Ba không dậy, trời ơi tôi mấy đệ tôi dậy, tôi dậy ngay dậy hết biết rồi. Tới chừng mà chú Ba nhớ chực lại đó, chú Ba niệm Nam Mô A Di Đà Phật, quýnh cái chát liền, thì Phật Bồ Tát lừng hào quang ánh hết trơn luôn. Mà chú Ba không nói vô lễ, hết hồn mới viết rồi chỏi gì nè, bật ngồi dưới rồi chỏi cái tay gì rồi dòm Đức Phật mà không kính lễ Đức Phật. Chú Ba không kể rất là gành như vậy đó. Mấy đệ coi hết hồn mới viết rồi Phật cứu mình,
liền tay đó mà mình không kính lễ Đức Phật thiệt là vô lễ. Rồi thêm một cái lần kế nữa đó là chú Ba và chú Năm Trình, hai ông rủ đi tu. Đợt đó là đi tu bỏ xác luôn đó, lên núi Cấm Chỉnh. Thì chú Ba với Năm Trình lên trên đó đó, đứng như cái dòng phay ngọt, của dòng phay lớn vậy nè. Dòng phay lớn đó. Mà chú Ba thì ông đứng gần cái đầu, ông Năm Trình ông đứng gần cái đuôi. Ông Năm Trình ông nói nó rung vậy, nó rung rồi chừng nào mà nó cát nó đùa xuống rồi thấy vậy nào vậy nấy ba lớn vậy nè. Chú Năm nó chết rồi đợt này rồi chứ đâu có sống được. Thì rút đi tự nhiên hai người xuống đó luôn. Rồi Năm Trình ông nói thôi anh ba anh ở tôi gì ông sợ chết đâu ông chấp đó. Ông dài á. Ông cái đó. Ông rắn chắc hộ mày quá. Ừ. Dài. Rồi cái mà chú Năm Trình ông gì nhưng mà nó có một cái linh nghiệm. Bà già của chú Ba đó ăn bữa cơm nào đó bà cũng lấy chén rồi bà lấy còn chén cơm bà phơi khô. Bởi vì khiến vậy mà chú Ba mới không mất. Ngày nào bà cũng ăn bà phơi khô chén tới Năm Trình về bà hỏi Trình à mày đi với thằng Tấn á. Rồi bà Tấn đâu mà mày đi về đây, anh ba anh tu bỏ xác bác ơi còn con sợ quá à. Con gì à. Thôi ngày mai mày dẫn tao đi kiếm nó. Thì dẫn lên trên là ngay chân chỗ đó là đâu có còn gặp chú Ba nữa. Rồi là bà mới kêu một câu nè, Tấn ơi mà chú Năm Trình ông nói trên núi gần còn mẹ ở đây mà con bỏ mẹ sao. Thì chú Năm Trình ông dòm đó, ông kiếm xung quanh chừng quay lại bả mất tiêu. Yeah. Quay lại bả mất tiêu ha. Yeah, quả mất tiêu rồi thì chừng bả la qué thì bả gớp cái chân chú Ba Tấn này chú bất tỉnh nó mà Trình ơi anh ba mày đây. Anh ba mày đây rồi nè. Thì kéo ông lên là dắt nó đeo đầy hết trơn mà không vô lỗ mũi, mà không vô họng, không vô mắt, không vô lỗ tai. Phải vô đó là chết rồi. Vô lỗ tai nó cũng lên não, vô lỗ mũi nó cũng lên não. Mà không vô đó rồi đó là cào ba cái ông cái dắt đồ ra đàng hoàng cho mấy đổ nước ngâm cơm khô đó. Cho chú Ba ông ăn từ từ rồi là chú Ba ông tỉnh lại. Rồi bà già ba mới nói mẹ còn đây mà con bỏ mẹ sao. Rồi chú Ba không thấy vậy thôi ông đi về đó. Rồi về đây sau rồi mới mở cái lớp rồi mở các khóa học rồi chú Ba không đi dạy đạo rồi xuống tới cái phá Thái An. Thì xuống tới Thái An thì cái năm đó là năm 68 rồi, qua cái năm 68 tháng 9 rồi tôi lúc đó tôi chú về nhà rồi. Ông già ruộng nương nhiều quá với ông nuôi trâu bò nhiều nữa mà ông già thì ông chánh hội trưởng ở xã Thái Long. Rồi về đó tới mà chú có lúc đó thì để tóc như anh ba chú á, còn thanh niên. Rồi sau cứ bà này rồi giải phóng rồi đó mới hớt tóc mới gặp bà này. Thì chưa giải phóng đó năm 71 đó là chú Ba ông đi giảng đạo. Nhưng mà có một cái nhóm nhỏ đó, hai chú học sinh đó chạy mà không biết cách nào mà đụng chú Ba cái là ông bị nặng ở trong gãy xương sườn trong mình nè. Mà chú Ba ông không biết mà không đền bù giải hết trơn chứ công an nó bắt. Hồi đó chưa có công an mà cái cảnh sát nó bắt. Nhưng mà chú Ba ông nói tôi với mấy cháu đó đâu có thù oán gì, thôi xí xái đi rồi bỏ. Rồi chú Ba ông đi giảng đạo với chị Tiết. Lúc đó là chị Tiết là con nuôi chú Ba. Chú Ba không có vợ nghe, nói cho nó gành, chú Ba không có vợ, chị Tiết là con nuôi. Nhưng mà tôi không biết chị Tiết vì cái thời gian tôi chị Tư Yên, chị Út Em, chị The, chị Cẩm Nhung rồi đó là theo chú Ba với mấy anh. Là lúc đó chị Tiết chưa làm con nuôi chú Ba. Rồi sau khi đi thuyết trình với giảng đó là chú Ba uống xỉu ở trên bụp. Là chị Tiết với một đồng đạo kè chú Ba xuống rồi đem về Long Xuyên thì chị bệnh cho chú Ba. Đồng đạo tới đó coi như là cái ông giám đốc ông đi họp thành phố hay gì đó mà ông về đó thì dòng cái Long Xuyên đó là cỏ là không còn. Đồng đạo tới thăm vậy đó mà tới cái ngày mà chú Ba gần lâm chung đó các bác sĩ nói để bữa nay mình nhìn xem coi Phật ông lâm chung như thế nào. Mấy vị đó người ta còn biết là chú Ba là lâm chung là Đức Phật đó. Rồi chú Ba kêu chuyển về dưới. Thì dưới này nó ngộ lắm. Đồng đạo đến trước rồi dỡ nhà chú Ba ra. Rồi chở chú Ba về thì chú Ba mất 12 giờ trưa. Thì ở trong cái lúc đó năm 71 chưa có cái nông trường sông Hậu, đất tôi cũng nằm trong kinh mới đó. Thì bà con làm ruộng đó ta thấy là nó nói cái chợ Thới Long cháy.
nó gõ gàng, nó chợ Thái Long cháy, ta chị y gì là lỗ tẻ bằng tăng hỏi bộ chợ Thái Long cháy, nó không phải ông Ba Tấn ông chết rồi đồng đạo ta đi vậy đó. Rồi ở trong này nói là gực hào quang, một cái ánh hào quang cái chợ Thái Long á, gực một ánh hào quang dữ dằn lắm quý vị ơi. Cái đó là tôi nói đâu là đúng, nó y băng nó như vậy đó. Đó là cái phần kể sơ chú Ba, chứ còn cái sơ lược nếu kể nữa thì nó dài lắm. Thôi vậy là để phần tiếp tục. Kể thêm hai cái hạnh này là nói chung là vô quý thí chưa từng có. Do cái hạnh đó mà ông nói chung là mình tin tưởng ông Giảng Sanh, là anh kể là hai cái chuyện mà cứu bà già té dưới lễ 18 tháng 5 và cái mà cây cầu sập ở Thốt Nốt. Mà chú Ba nhảy vô cứu người quên thân, hai cái hạnh đó để cho bà con nó cái tiếp tục nữa đó là chú Ba ông đi về dự đại lễ 18 tháng 5 đó, ngày đại lễ Đức Thầy khai sáng đạo Phật giáo ảo đó, bà già bà ga ngồi sau đó bà gớt ở dưới sông. Mà tàu bè thì nó liền như vậy nè. Tàu bè thủy lục đó ha. Tàu bè đó là về đậu cái bến của Tổ Đình thì đâu có, hồi đó là mấy trăm chiếc. Kích chú Ba ông nhảy theo hoài. Chừng ông nhảy xuống ông lặn ông mò được bà già, ông đưa lên rồi ta kéo lên là chú Ba ông chìm dưới đáy rồi. Rồi thợ lặn mới xuống mò ông lên, đem ông lên trên bờ, tính là ông chết rồi mà sao ông tỉnh lại. Rồi đó là cái bà già đó bà có đứa con gái chưa có chồng. Bà mới nói thôi bây giờ chú này cứu tôi như vậy đó thì thôi bây giờ bà này bà giàu dữ lắm, hết sức giàu luôn, gả con gái cho chú Ba. Ông không có chịu, mà bà cự nữ rồi cứ hỏi cô gái nó hỏi rồi cô gái nó người ta không chịu rồi mẹ ơi. Rồi cuối cùng chú Ba ông cũng làm bộ cũng chịu. Rồi Nam Trình nói chịu đi anh Ba ơi. Rồi ông chú Ba ông mới nói thôi mới để chịu thế được rồi, ông Nam Trình có anh mà đi ai mà chịu kỳ vậy. Rồi chú Ba ông cũng hứa ông vậy, nhưng mà cuối cùng rồi chú Ba ông nói để tính tu giải thoát chứ đâu có còn có vợ có con rồi dính líu lại sao. Rồi chú Ba từ từ đó rồi ông rút đi luôn. Rồi cái thứ hai nữa đó, cái cầu Thốt Nốt mình đó là cái vị này thì làm thợ tại cái góc Thốt Nốt nè, mà cái xe nó lật nó đè ổng đó, ba bánh nó xuống dưới, nó còn có dính cái bánh trên gì nè đó, nó còn dính cái bánh trên gì hả, mà ổng lòn xuống dưới ổng cứu người ta trên bờ, ta nói ông này chết một người ổng không chịu, ổng muốn chết nữa, ổng lòn vô trọng ổng có cái miệng dùa, sao mà dưới có cái miệng dùa ổng múc. Ông cũng kéo, ông làm, ông kéo ra ông đó ra được rồi, ta súng ta tắm rửa ông đó, rồi chú Ba ông tắm rửa là ông đi mất luôn. Không có kịp tra ơn, vậy là chú Ba ông lõn lại sao là ông đi mất luôn. Rồi mấy anh, mấy chị ơi, cái đó gọi là vô quý thí đó, cứu người mà. Hai cái chuyện này là cứu người mà không có trợ chết. Không trợ chết bản thân mình đã được thầy, mình gọi là vô quý thí. Ô A Di Đà Phật, kính thưa quý vị. Vừa qua thì anh Tấm Hoành kể lại cái chuyện của cuộc đời của chú Ba Tấn. Tôi là giảng viên Hậu Tấn, là nhưng nghe cái chuyện của chú Ba Tấn trước đây 50 năm, trên dưới 50 năm, thì trong lòng của tôi luôn luôn lúc nào cũng cảm kính là cái gương hạnh của ông tu. Thứ nhất là lên núi mà ngồi tu đến mức độ là con dắt nó đeo là chỉ còn thấy con mắt như lỗ mũi thôi, mà coi như là bắt ra từ con rồi nhưng là ông mới tỉnh lại. Cái thứ hai là cái vấn đề á, là hai đứa nhỏ đụng gãy ba sườn mà vẫn đi thuyết pháp bình thường. Thuyết pháp chừng nào là vết thương nó hoành hành rồi trở về nhà là chết. Cho nên đó là cái hạnh thứ hai. Cái hạnh thứ ba là cái vấn đề á, là bà già té hồi cái thời á, là cách đây trên dưới 50 năm á, ở Hòa Hảo chảy như nước cắt. Mà về dự lễ đậu trên dưới 300-400 chiếc tàu là bè thủy lục. Mà chết là chìm xuống dòng sông là không có ai dám nhảy theo hết, mà chú Ba vẫn nhảy theo để cứu được bà già. Cho nên cái thứ tư là cái vấn đề chiếc xe nó lật tại cái cầu là coi như ở Thốt Nốt, có nghĩa là nó nguy hiểm đến mức độ là cái ông đó là chiếc xe nó lật ba bánh mà còn chỉ một bánh dính trên cầu thôi, mà cái ông này bị đè ở dưới, chỉ cần là một phút hai phút sau là ông bị xe đè chết. Nhưng mà không biết chú Ba là cảm tử nhảy vô kéo ông này vừa ra thì cầu nó sập, là nói chung là trễ 1-2 phút là cái ông kia nhập đép thôi. Cho nên vậy mà bốn cái gương hạnh lại gọi là vô quý thí. Mà trong đạo chúng ta hành đến cái hạnh vô quý thí á, là tài thí, là Đức Phật nói rằng đem châu báu chất đầy trái đất này cũng không có cái phước báo công đức đưa chúng ta về Phật.
Cái thứ hai là quý vị đem đạo truyền bá, đem cả qua đất này quý vị nói đạo, thì quý vị cũng chưa đến cái mức độ là giải thoát. Nhưng mà quý vị hành đến cái mức độ là hạnh vô với thí, có nghĩa là chết để cùng ngừng. Cho nên cái hạnh đó là cái hạnh tối thượng. Cho nên trong kinh Phật là tài thí, pháp thí, vô quý thí. Cho nên chú Ba Tấn đã làm được chuyện đó. Cho nên hôm nay quý vị mình trong đạo Hòa Hảo, nếu quý vị nghe những người tiền bối kể lại, ông Ba Tấn chế độ trước là một vị chân tu nổi tiếng, là hy sinh cứu đời không lường. Tôi có ông Tư Kháng hồi trước làm trưởng ban nhân sự của xã, của ở xã là Thọ Giang, huyện Hương Sơn, là coi như đó, ông có nói lại hai câu thơ của cái vấn đề của chú Ba Tấn đó, là đầu trội trời đổi cả muôn loài, chân đạp đất đạp tan phiền não. Đó là hai câu thơ của ông Ba Tấn. Như vậy thì đối với cái chuyện mà chú Ba Tấn cái hạnh tu như thế, nghe kể là mình biết là trong đạo khó người làm. Cho nên ông qua đời ông vãng sanh, cái đó là chắc chắn. Cho nên vậy mà tôi nghe anh em khác kể lại nữa, tức là ông qua đời sau đó là cái ngày lễ gì ở trong đạo trọng đại lắm á. Cho nên ông cho hay là tất cả ban chi sự về họp hội để bàn tính cái việc là lễ lộc. Cho nên sẵn cái cơ hội đó, anh em về để bàn, thì ngay cái giờ ông qua đời, cho nên sẵn mấy ngàn người đó là đưa ông Ba Tấn là về Phật luôn. Cho nên hôm nay trong đạo chúng ta là sắp nghe anh Tám Hoành anh kể lại cái chuyện cách đây 3 ngày, là coi như thấy Đức Thầy về một cách thiết thực. Cho nên vậy mà cái chuyện mà chúng ta được Đức Thầy dẫn dắt tu trong thời này đây, thì hoàn toàn lời nói của Đức Thầy là sự thật, và tất cả những việc làm của mình đều là sự thật. Cho nên chúng ta tu theo Thầy, hành động theo Đức Thầy, thì sẽ được từ vấn đề dân Phật quốc cho đến thần, đến thành thánh, cho đến vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, chắc chắn không bao giờ xê dịch. Cho nên qua cái clip này, tôi mong rằng tất cả anh em trong đạo chúng ta tin tưởng hoàn toàn cái gương hạnh của chú Ba Tấn đã vãng sanh, ông Long Thiệu vãng sanh, và ông là Hương, ông Ký Giỏi Bạc Liêu vãng sanh, và hàng ngàn người tín đồ Hòa Hảo đã vãng sanh. Như vậy thì cái gương của ông chú Ba Tấn cách đây 50 năm là cái gương những cái chim đầu đàn, những hột gạo cội, mà là để cho chúng ta thấy rằng trong đạo Phật giáo Hòa Hảo chúng ta đã được về Phật. Cho nên vậy để kết thúc clip này, tôi cũng là đầu năm Quý Mão, cũng cầu chúc cho toàn cả tín đồ chúng sinh ai cũng đều biết đời là vô thường khổ não, chỉ có cực lạc mới vĩnh viễn trường tồn. Mà muốn được sang cõi Phật không ngoài gì hơn là đi đứng nằm ngồi niệm Nam Mô Đà Phật, và hễ thể hiện được cái hạnh vô quý thí như chú Ba Tấn, thì con đường về Phật chúng ta sẽ ngắn hơn và thành công nhiều hơn. Kính chúc quý vị ai cũng đều thành công trên bước đường giảng sanh nơi đất Phật. Nam Mô A Di Đà Phật.